Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, theo quyết định số 06 Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Tại Đại hội Đảng 13 vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tái đất cử vào ban chấp hành Trung ương khóa mới. Sau đó, tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương khóa 13, Ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, 59 tuổi, quê ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, cử nhân khoa học xã hội và nhân văn, bí thư Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14. Năm 2008, ông giữ chức phó chủ nhiệm Chính trị quân khu 7 2 năm sau làm chính ủy quân đoàn 4. Từ năm 2012 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ với 42 năm trong quân đội, trưởng thành từ trợ lý tuyên huấn cấp trung đoàn, được quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng giao phụ trách công tác tuyên huấn trong quân đội, nay được Đảng giao nhiệm vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương là vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm rất nặng nề. 42 năm trong quân ngũ, tôi luôn ghi nhớ thực hiện lời thề danh dự của quân nhân là tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Ông nói và hứa sẽ kế thừa sự nghiệp, quán triệt sâu sắc hơn nữa chức năng nhiệm vụ ngành tuyên giáo trong thời kỳ mới, rèn luyện tác phong trong công tác để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, nhà nước. Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp và thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư trong công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng đạo đức về chủ trương quan điểm và chính sách của đảng trong lĩnh vực chuyên truyền lý luận chính trị lịch sử đảng báo chí xuất bản văn hóa văn nghệ thông tin đối ngoại khoa học công nghệ giáo dục đào tạo dạy nghề y tế thể dục thể thao dân số gia đình trẻ em đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của đảng trong số các nhiệm vụ quyền hạn của Ban tuyên giáo Trung ương có việc chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, các cơ quan thông tin, chuyên truyền, đối ngoại, các hội văn học, nghệ thuật, hội nhà báo, hội xuất bản, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Đôi điều bộc bạch thật lòng và mạnh dạng Nhân dịp tướng quân đội được cử làm trưởng ban tuyên giáo trung ương của Thượng tá Trịnh Lê Hoài Nam. Tôi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, khoác ba lô về nhận công tác tại Trung đoàn Thông tin 23 Quân khu 7. Khi ấy, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Hôm nay, ông là Thượng tướng Bí thư Trung ương Đảng, đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương. Tôi xin được chúc mừng và đặt trọn niềm tin, kỳ vọng và tân trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, thủ trưởng cũ của mình ngay từ những ngày đầu tiên tôi mang trên vai quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với tôi và nhiều người, trong nhiệm kỳ đại hội 12 của đảng, ban tuyên giáo Trung ương đã không làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao là cơ quan lãnh đạo về tư tưởng văn hóa của đảng. Điều đó thể hiện rõ nhất trong một số nội dung cơ bản là đã không kịp thời có phần lơ là buông lỏng chức năng định hướng về mặt tư tưởng văn hóa trong xã hội. Không kịp thời uống nắng chỉnh đốn báo chí truyền thông để nhiều thông tin thiếu định hướng, văn hóa xấu độc lan truyền trên báo chí truyền thông, tính chiến đấu của báo chí bị suy giảm. Nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam đã bị thả nổi, không được định hướng, không được phản hồi kịp thời để ổn định lòng dân. Những yếu kém đó dẫn tới một hệ lụy vô cùng nguy hiểm về mặt tư tưởng văn hóa là niềm tin bị xói mòn, mai một, gây chia rẽ, phá vỡ tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhân dân, làm rối loạn không gian mạng xã hội Việt Nam. Quần chúng không biết cái nào đúng, cái nào sai, thông tin nào chính thống để có cơ sở đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong xã hội, bảo vệ sự vững mạnh của đảng, sự trường tồn của chế độ, sự hùng cường của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Chính sự ẩm ờ, thiếu nhất quán, có phần dao động của công tác tuyên giáo, đã tạo mảnh đất màu mỡ cho các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng chống phá bằng chiến lược diễn biến hòa bình ngày càng điên cuồng hơn. Hôm nay, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, một tướng lĩnh quân đội được giao trọng trách đứng đầu Ban tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ Đại hội 13, tôi và nhiều người đang nhận thấy rất vững tin và đặt nhiều kỳ vọng. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng với cương vị của mình, ông sẽ khắc phục được những hạn chế yếu kém thời gian qua của ngành tuyên giáo lấy lại uy tín niềm tin trong nhân dân cho ngành tuyên giáo của Đảng, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của quần chúng nhân dân là ngành luôn luôn tiên phong đi trước, mở đường trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa nước nhà. Chúc ông và ngành tuyên giáo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình trong nhiệm kỳ 5 năm tới, tạo nền móng vững chắc trong những năm tiếp theo để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bảo vệ, phát triển có hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn đã phá vào chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh của bất cứ kẻ thù nào